Hello, xin chào mọi người, chào Đỗ Quang, chào Hoa Lê nè. Chào mọi người mới vào đông với em nha. Ủa, anh trai, anh về chưa hay là còn ngoài Phú Quốc anh? Anh trai. Hello, xin chào không, chào mọi người. Chào hai dấu chấm. Hoa Lê ơi, buổi tối vui vẻ. Hoa Lê ơi, xin chào Cà Na, chào mọi người nha. Chúc đại gia đình của em buổi tối vui vẻ nha cả nhà ơi. Hello, không tên. Tiến Cảnh. Chào công chức, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Chào công chức, chào mọi người mới vào room em nha. Áo đẹp quá em ơi, vậy hả? Trời ơi, em mặc cái áo này giống như áo lạnh mùa đông á anh. Mặc dù rất là nực. Nhưng mà tại vì kiểu áo nó vậy á, bắt buộc em phải mặc hai cái. Mặc áo này là phải mặc máy lạnh mới được mới chịu nổi. Hello, xin chào mọi người, chào mình. Nữa. Anh Tùng sao không đổi tên đi anh? Hồi nãy nói đổi tên rồi mà, quýnh lộn không kìa. Em gái của em, gái yêu của anh gửi gì mà cái gì mà nhiều dữ hả? Rồi cuối cùng là em gái hay là em yêu anh? Sao để hình của em mà để tên là quýnh lộn không? Hồi nãy nói rồi mà vẫn chưa đổi. Đánh đòn anh. Hello, xin chào bò, chào mọi người mới vào room của em nha. Hello Quy Thắng, chào 083. Lẹ lên đi anh, đổi tên đi. Thôi xuống like ạ. À. Dặn xuống like. Hello, chào mọi người có vào room của em nha. Chúc đại gia đình của em buổi tối xem live vui vẻ nha cả nhà ơi. Cả nhà có yêu mến Quyền Trân cho Quyền Trân một follow cũng như một lượt chia sẻ nha. Để lượt view nó cao lên tí. Để mở và giao lưu với gia đình mình cho nó vui thêm tí nha. Thì tên của anh đó, tên anh tên gì? Tùng đẹp trai thì để Tùng đẹp trai. Không thôi để xấu trai cũng được. Miễn là ngay tên của anh. Nếu mà tùm lum là em thành lại nha. Hello, chào mọi người nha. Gì chứ? Cana buổi tối xem live vui vẻ nha cả nhà. Cana ơi. Tính lệ lượng nước rồi Cana. Hello, xin chào Tuấn Anh, chào Vinh Nguyễn Tân Ninh. Nghe tên Cana thèm Cana, lâu dữ lắm rồi không được ăn Cana. Buổi gì? Buổi tối hết em là gì? Có lộn không anh? Buổi tối gì? Buổi tối hết em là gì? Hello anh Tuấn Anh, sao quê Tuấn Đỗ, chào mọi người mới vào room em nha. Tùng Trân, trời đất ơi, làm tôi nhớ mà dẫn đi nhau. Dẫn liền đi anh Thành Nam. Dẫn liền lên đi, anh Tùng thì ngày nào anh cũng có dài xị trong người. Tùng Trân. Được rồi, không để Tùng đẹp trai ha, mà để Tùng Trân mới chịu. Hello, xin chào anh Phạm Băng Băng, chào mọi người. Anh Cà Na ơi, cho em xin lượt vô lên Cà Na ha.
ơn Tùng Trân. Trời ơi, Tùng Trân đọc ngay tên em luôn. Bởi vậy tôi nghi lắm mà. Buổi tối sung sướng. Trời ơi, sao sung sướng nổi anh. Em ở của mình lên hả? Hello, chào mọi người bước vào room của em nha. Chúc đại gia đình em buổi tối ai xem like cũng như chọn like thật nhiều niềm vui nha cả nhà ơi. Hello Nguyễn Hùng, chào chào em nhậu. Hello anh Quài Quài, Hai Trân. Cảm ơn Quà Lê rất nhiều. Cảm ơn buổi tối của bạn. Ủa Quà Lê này ở đâu ta, mấy mấy khoảng 400 ngày nay em mới phát hiện anh á. Quà Lê. Từ cái bữa mà từ cái bữa mà em vừa tập tuồng vừa PK. Anh ở đâu xuất hiện vô room em vậy? Rồi bắt đầu là ở room em mấy ngày nay luôn. Dạ anh Quài Quài, có hình nào rồi giấu á. Trời đất quỷ ơi, sao giấu được anh. Hello Trần Thiện, chào anh Trần Thiện. Qua Lê ngồi cười không. em nghe một ông anh kể lại là có người hôm đó nói là em vừa tập tuồng vừa PK. Khổ ghê. Hello Pháo. Dạ em chịu ăn rồi anh. Anh ăn chưa? Trần Thiện chịu ăn rồi. Ăn rồi mới lên like. À cả nhà ơi, do là tối nay, đúng ra là tối nay có lịch tập, nhưng mà do một người chị trong tuồng, cái vở tuồng á, mới đi tiêm vaccine hồi lúc 10 giờ mấy. Rồi buổi chiều này á, là chỉ có dấu hiệu bị hành á, cho nên là buổi chiều tập được chút xíu về, rồi thông báo là tối nay không tập được, do là sợ bị hành sớm á, cho nên tập được sáng mai mới tập đó, cho nên là hên. nhờ vậy mà em mới có thời gian chống mình lên giao lưu với cả nhà của mình, sớm hơn là tập bù đầu bù cổ. Gì đố em Trần biết Qua Lê là ai nữa, đố nữa hả? Trời đất quỷ thần mẹ. Trần Thiện, Qua Lê là ai trời? Để em coi coi. Sao em không theo dõi trời? Qua Lê, anh Qua Lê, nói nhỏ em nghe anh là ai vậy? Hello Thiện Tâm, chào mọi người mới vào room em. Hello trai, đưa giáo. Buổi tối vui vẻ anh trai Lương Giáp ơi. Hello xin chào Kim, chào mọi người nha. Chào anh Tuấn Cao. Anh cũng thiệt tâm nè. Dạ anh Thiện, chào anh Định Mệnh nè. Chào mọi người, Qua Lê là ai vậy? Anh Tùng, Tùng Trân. Cả nhà ơi, cho em xin một lượt follow cũng như một lượt chia sẻ nha, để cho lượt view cao lên tí nữa rồi có gì em hãy gửi tặng cho cả nhà mình bye bye nha. Anh trai, mới chạy đâu hả? Em nói chuyện nghe dễ thương. Cảm ơn quà. Cảm ơn rất nhiều. Trốn luôn hả? Không có trốn, nhưng mà lịch của em là tối nay vẫn tập bình thường. Nhưng mà tại vì có sự việc chỗ chị gái bả tiêm vaccine bả bị hành á anh. Thành ra là không tối nay không tập được, cho nên là tranh thủ lên giao lưu á. Chứ nếu đúng ra là tối nay là em có lịch. Ủa có lắc không cả nhà? Hello, xin chào hôn em đi. Mất bóng cờ hả? À, dạ anh trai. Hello, chào mọi người. Ủa mạng em đâu có bị lắc đâu, phải không cả nhà, có bị lắc không?
Thế bên em cảm thấy em bị mạng của em bên đây ổn hả? Có bị lắc không? Xin chào cục vàng của em. Hello, chào mọi người nha. Wow. Anh Wally. Anh Wally nãy giờ vẫn chưa cho em biết tính danh của anh là gì Wally. Anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? Wow. Hôn chục chục ha. Hôn chục chục ha anh trai. Không có lắc. Rồi sao? Sao anh Thiện lắc gì anh? Bên em không lắc, nhà cũng nói em không lắc, mà sao tự nhiên anh lắc vậy? Cảm ơn anh Tùng Trân. Tùng đẹp trai. Vậy hả, mới đứng hả? Chắc tại do cái lúc mà anh trai của em mất 4G rồi mới vô anh. Cho nên nó hơi đứng hình tí. Hello, xin chào Johnny Trần. Chào mọi người bước vào room của em nha. Chúc đại gia đình của em buổi tối xem live cũng như dõi live thật nhiều niềm vui nha cả nhà ơi. Ủa, nãy giờ em có đòi hỏi gì đâu mà tự nhiên anh nói cái gì vậy? Khai trước hả? Anh Giáp. Thế là xin chào Pikachu. Cảm ơn trai. Mời cả nhà mình cùng đến với một nhạc phẩm. Bảy lần, người con gái rất trẻ. Cảm ơn quá nha, cảm ơn đại gia đình. Bóng sáng và rạch miếu qua leo đèo theo sao đôi bóng trắng trên đầu hương như áo dầu áo bầu đo cánh biếc da bầu vàng phù sa mắt ngập xanh nước biển biển hồng lòng. Chào Peter, chào anh Columbia, chào mọi người cũng vào room em nha. Cảm ơn đại gia đình. Bầu sáng và rạch miếu nghe ngoài xuống bên tre về cái mương lương qua hay là về sông quay hồng nghĩa
Sóng gió, xin chào Văn Canh, chào mọi người nha. Trời ơi, khói bay mịt mù. Em cảm ơn anh Thành Nam. Trời ơi, kiss me. Trời
ơn anh, khói bay mịt mù anh ạ. Kiểu này chắc hát tới sáng quá. Cảm ơn anh Thành Nam. Bữa nay tặng bù hay sao vậy? Hay là thấy ướt, ướt lọc rồi bữa nay tặng lọc cho em quá trời. Cảm ơn Thành Nam. Kiss me. Cảm ơn. Em Tùng đẹp trai, đầy đống mỹ thần này. Cảm ơn anh Thành Nam. Kiss me quá trời luôn. Hello, xin chào Nam Lâm, chào mọi người. Em bỏ bê anh rồi. Dạ đâu có đâu anh. Đâu có đâu anh Lập. Bỏ bê, sao bỏ bê anh? Vụ gì bỏ bê? Thầy ơi. Thì tại vì mấy bữa nay em có công việc á, cho nên là em cũng vắng vài buổi thôi. Rồi hôm nay lên được, lên like được thì có gì anh nhận được tín hiệu của em thì vào Zalo. Thứ nhất vào Zalo, thứ hai vào ngắm em cho đỡ nhớ. Chứ hồi nãy em đọc được comment của anh nói em bệnh gì em á. Thôi mơ mốt tranh thủ ha. Nhưng mà thấy thấy em lên like á thì tranh thủ vào. Để không thôi nhớ em rồi mang bệnh đủ thừa em nữa. Hình như em đang cảm nhận là mạng của em bị lắc không cả nhà. Có lắc không cả nhà? Mai em trốn đến nhà sao hay vậy? Mai trốn nguyên ngày luôn cả nhà, không có thời trống để lên. Vâng, và bây giờ thì Quyền Thư xin gửi tặng đến cả nhà mình một nhạc phẩm vô đưa vô. Tác giả nhạc phẩm được mang tên Đến Hướng Hạ. Cả nhà mình cùng thức. Em trời ơi, có ai nói đâu. Có ai nói đâu mà anh biết hay vậy. Hello, xin chào Trùm Bảo Kê. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Chào anh Bảo Kê, chúc anh buổi tối nhỏ vui vẻ nha. Lần đầu tiên vào room em phải không anh? Câu hẹn ước cậy người qua mối mai trầu cau. Chàng thương em xin lấy ba em mẹ em đồng ý vẫn làm con cúi đầu xin vâng. Anh ơi em biết rằng còn anh trắng tay ngày tháng thơ sinh. Xin em nhà em khó nhiều
ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao sẽ nên hãy hộ mình yêu ba mẹ thương tình, mãi nhiều từ đây vui đẹp đôi tương lai cùng nhau tìm tới đường chờ anh có mình em. Mãi nhiều từ đây vui đẹp đôi tương lai cùng nhau tìm tới đường chờ sẽ gửi tặng cho cả nhà mình nha.
tôi xin em lên đường yêu lạc nếu về. Em mang tôi yêu anh khi đời em chẳng bàn tay nơi anh bỏ xa đi. Đêm đêm yêu anh sâu ngấm buồn, buồn lên mấy nẻo đường buồn nào. Ôi chào anh Văn Sang, chào mọi người. Nên đọc không trúng. Hello, chào đại gia đình. Con mới về mất rồi. Ôi trời đất ơi, mất nữa rồi hả con gái? Sao con xài hao quá vậy? Hồng Diễm, em cảm ơn vài. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Em cảm ơn Trường An ạ. Sương khuya lạnh đôi vai đi về tôi một mình. Từng lần con tim em buồn thao thức cả đêm. Anh bỏ xa đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây bên nhau rồi tình buồn. Sim mới thì con, sim số mới thì con mới tạo được. Có không, con gái? Xin chào anh Nam Lê. Trời ơi, bé Quỳnh nó qua giao lưu cả nhà. Cả nhà mình giao lưu với bé Quỳnh chút xíu. Giúp em đi pha nhiệm vụ cái chị. Alo. Hello gái, chào em. Hello chị. Hello mọi người bên nhà của chị Trân nha. Giúp em đi pha nhiệm vụ cái nha. Giúp em đi pha nhiệm vụ cái nha. À rồi, ok. Dục với cái rồi. Đối phương bên dục kia không mời em, nhưng mà em lấy cái ID đó em qua bển em mời ngược lại bên kia luôn, là bên kia từ chối luôn. Đúng là hệ thống là phải mời mình phải không? Ví dụ người ta không mời mình, em nhảy qua tới bển em mời người ta luôn, nhưng mà vẫn từ chối em không hiểu luôn. Đúng rồi.
không sao, dạ. Có gì qua hú chị giúp cho. Hello, xin chào mọi người. Hello, đánh lộn không à? Hello, không sao cưng. Hello mọi người, hello tất cả mọi sao? Đánh lộn không? Công nhận dị ứng cái từ này dễ sợ luôn. Dạ. Đánh lộn không? Cả hai nhà. Mọi người giúp hai đồ hoàn thành nhiệm vụ với hả? Hello chip nha. Dạ, em đang bị khai nhiệm vụ á mọi người. Cả nhà mới vào giúp em giúp hai idol à. PK nhiệm vụ quá ạ. Thương lên lâu chưa dạ? Mình... Hello chip. Cảm ơn chip. Em lên là 7 giờ á. Em lên 7 giờ. Lâu chưa dạ? Hello chị. Cảm ơn Cảnh nha, cảm ơn chip, cảm ơn Cảnh. Dạ. Cảm ơn anh Thành Nam nha. Hai em ơi, hai chip. Em cảm ơn Thành Nam, cảm ơn đại gia đình và mọi người nha. Ôi ghê vậy, ghê vậy. Wow, đánh lộn không cả, đánh lộn ra tay rồi cả. Ghê vậy, không, 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 ơi. Em không muốn đánh lộn đâu. Có ai muốn đánh lộn không? Nhà em có có một tay đánh lộn rất dữ dội nha cả nhà. Không hề muốn đánh lộn luôn. Nhà chế có một người đánh lộn rất dữ dội. Không anh ơi, em không đánh lộn anh ơi. Anh đang đi khai nhiệm vụ nè. Trời ơi, đánh lộn nãy giờ em chạy đơm chạy đáo luôn á. Ồ alo, alo. Cảm ơn anh em ạ. Rồi bớt nghẹt thở rồi cả nhà. Hèn chi nãy giờ nghe ngọt ngọt. Chị đó. Trời ơi. Thấy thương quá à. Trời ơi, gia đình em xuất sắc luôn. Cảm ơn Thanh Na. Chiếp ơi. Chuyện gì xảy ra với chị vậy chứ? Trời ơi. Dạ mấy anh ơi. Em đi qua đây em. Em chỉ là kèo gì đây em. Không kiểu gì mấy anh mọi người bên kia muốn kiểu gì cả nhà. Em sợ mọi người. Hello, xin chào anh cà phê. Bữa tối vui vẻ anh cà phê ơi. Thiệt tình luôn. Trời ơi. Hello anh Phạm Nhân Cường. Thì nhiệm vụ anh chứ bình thường đâu có gì đâu. Thôi mọi người. Ủa? Sao vậy? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, PK nhiệm vụ mà đội thấp đó. Cười là chị. Rồi, ok. 10 phút lâu nhảy đúng nha. Nhảy rồi, cười lại nè. Ok chị. Trời ơi, tự nhiên kêu ta cười, không biết cười lý do gì luôn. Cười chụp hình hả? Cảm ơn anh Tùng. Ôi trời, cái gì vậy? Ủa? Cười chụp hình. Cảm ơn Tùng Trân rất nhiều. Cảm ơn anh Tùng Trân, ảnh gắn trái tim lên đầu em quá trời. Ồ, Tùng Trân xuất hiện rồi, không đánh lộn nữa nha. Cái này là Tùng Trân nha, không đánh lộn nữa. Không đánh lộn nữa, mà là Tùng Trân. Ok, con gái yêu. Em muốn thắng là thắng, muốn thua là thua. Ủa gì ghê vậy? Rồi, anh ơi, em nói luôn suy nghĩ của bé Quỳnh là muốn thắng. Anh cho bé Quỳnh thắng anh nha. Gia đình của bé Quỳnh ơi, cho bé Quỳnh thắng cho cả nhà. Hello, xin chào Nguyên Phan. Cả nhà cho bé Quỳnh vài viên nha cả nhà, cho bé nó đỡ ngập thở. Cho bữa nay bé nó mặc cái áo cũng hơi rộng rộng tí mà vẫn khó thở cả nhà. Đúng rồi. Rồi. Rồng ở đây. Trời ơi, bên kia lên rồng luôn hả? Alo hả? Bên kia nhiệm vụ lên rồng luôn hả? Hả? Trời ơi, bên kia nhiệm vụ lên rồng luôn hả?
Cảm ơn Minh. Trời đất ơi, ghê ha. Ghê ha, xin chào anh Minh. Đó, bớt ngập thở lại đây ha. Hello, xin chào 662. Cảm ơn anh nha. Trời. Trời đất ơi, ai nói vậy? Ai nói vậy? Em đi lộn nhà rồi. Sao vậy? Trời ơi, em yếu đuối, mỏng manh lắm anh ơi. Em lại anh. Yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ lắm anh. Thì ví dụ mọi người ở bên bển đưa tay nhà. Cho em nói gì không phải đi lộn nhà mà tại vì nói chung là trời ơi, trời đó, càng kêu nương tay một tí xíu mà vậy đó, trời rồi tán em luôn kìa trời. Hello, xin chào lớp, xin chào Khang Ngô, chào anh Tân Trần, chào mọi người. Ai nương tay gì đâu, tại vì gia đình cưng lên chiếc máy bay cho nên gia đình mạnh mẽ dữ vậy trời. Hello, xin chào lớp, chứ gia đình chế đâu có lên đâu, nhưng mà tại vì gia đình cưng lên á cưng. Chị ơi, tại vì em có nhờ, em có nhờ xin chào từng đậu Vy Khay á, cho nên là tự nhiên anh ba cứ bèo vô là anh cho đậu em đủ, anh là đủ đậu Vy Khay luôn á. Vậy hả? Ừ, nhỏ đang bi cây mà tự nhiên đưa chiếc máy bay vô dẫn nhỏ đi đâu, sao nhỏ làm nhiệm vụ. Xin chào Thuận Hồ. Trời ơi, để cho nhỏ bi cây xong đi rồi muốn rước đi đâu rước. Mười phút hơi bị lâu ha cả nhà, bởi vì mỗi thằng bi cây nhiệm vụ là quẩy tìa đậu. Mỗi lần mà chị bị từ chối á, tức là chị đi qua nhờ chị Ngân hoặc người này người kia 10 phút ngại quá. Chị, ngại. Anh phải đánh đuổi cái lộn gì chị? Anh phải đánh đuổi cái lộn kìa. Gì? Anh phải đánh đuổi cái lộn đó. Nữa hả? Anh đánh lộn qua bển đó hả? Dạ hả? Không, anh qua nhà cưng này đuổi mình về chơi đánh lộn á. Ai mà dám đánh lộn? Anh muốn bích lòng á, anh Tùng đẹp trai muốn bích lòng á. Ủa sao vậy? Không có, ý là nói. Ê, cưng nói gì người ta suy nghĩ khác nha. Nó bảo vệ chị rồi, ai muốn lộn, ai dám bích lộn với chị. Nhà chị quá trời, mấy anh bảo vệ chị quá trời. Tưởng đâu nói chuyện bích lộn. Sao mà dám bích lộn. Tưởng đâu nói tướng chị là đúng bích lộn luôn, chạy lại luôn á. Không anh ơi, không em không nhớ bích lộn nha. Hello, xin chào NTH, chào mọi người nha. 10 phút lâu thiệt ta. Quá trời lâu rồi. Hai trận. Hello, anh Minh Cảnh. Bữa nay cưng mấy trận hả? Minh Cảnh ơi. Chị hả? Hôm nay chị có công việc á, cho nên không đăng ký trận nào hết. Sợ bị dụt á. Trời, chị nói cưng cảnh khổ. Bữa đó chị tập tuồng. Vừa tập tuồng mà vừa bị cay. Bị cay nhiệm vụ á. Trời ơi trời. Hello, xin chào em bữa nay. Trước khi hello, anh chào em. Gì vậy? Đọc cái gì vậy trời, không hiểu là cái gì luôn á. Trời. Trời ơi, chị không biết chị nói cái gì. Hello, xin chào Nhân Phạm. Nhớ em không? Nhân Phạm. À, đúng bé rồi, Như, đúng bé Như, phải không? Quỳnh, ok cưng, chị nhớ cưng, chị nhớ em gái. Chúc em bữa tối vui vẻ nha. Trời ơi, hay quá, xuất sắc rồi cả nhà. Ok cưng, ok. Ủa là gì đó, mà khóc vậy hả ta? Hello, xin chào Quỳnh Kim Kê. Trời ơi, anh Minh. Hahahaha.
cảm ơn Minh nha, cảm ơn Sảnh, cảm ơn Chiếc và cảm ơn tất cả mọi người ở đây rất là nhiều vì đã giúp hai đầu hoàn thành nhiệm vụ ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn chị Huyền Trân nha, cảm ơn chị đã giúp em, cảm ơn mọi người. Dạ, bye bye chị nha. Ok cưng. Ờ, bị lọt ruộng rồi. Bên cưng bị lọt ruộng hết không? Thôi thôi là con bé chuyện đi về rồi. Hên nhờ lọt ruộng ha. Chứ hoa nhờ tôi bi cây, nhờ tôi bi cây nhiệm vụ mà cho rồi, tôi khóc nữa là tôi đánh đòn. Bye bye Trân nha, thôi tất cả mọi người bên nhà chị Trân ạ. Dạ. Rồi, bye bye cưng. Bữa tối lại vui vẻ nha, bye bye gia đình bé Quỳnh. Rồi, ok cưng. Ok, gái yêu. Mạng em ổn gì ta? Mỗi lần cái cây về là nó bị mờ. Xin chào Ngọc Cư, chào mọi người. Đánh lộn đi chứ đánh đòn vậy. Người ta đánh đòn là dành cho phụ nữ, còn anh đánh lộn là anh dành cho nam. Anh nam thì anh đòi đánh lộn được, chứ nữ sao đòi đánh lộn được anh. Hello, xin chào đại gia đình ạ. À. Hello, cảm ơn anh Cường. Cảm ơn anh Cường rất nhiều. Bây giờ Quyền Trân gửi tặng cho cả nhà mình một bài nhạc nữa rồi mình sẽ chuyển qua cổ cả nhà. Hello, xin chào anh Nghiêm 64, chào đại gia đình ạ. À. Đến đòn hả? Rồi đến đòn luôn hả? Hàng cây xanh thấm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tăng trưởng màu tu tăng. Vụ gì ngủ ta đánh lộn cái vậy? Anh Tùng đẹp trai. Có lo xin nhà anh Tư chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bước cùng anh vui bên ngày đám cưới trên đời hoa tím cũng trời. Trời ơi anh qua lê chịu luôn rồi kìa. Rồi dắt tay nhau ra đánh lộn đi anh. Ra ngoài đánh nha, chứ đánh đây sập màn hình của em, hư điện thoại em. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngơ. Xin chào 989. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chi lắm em ơi. Trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó. Trường đời ôi lắm nỗi cho anh Tùng ơi cho em nha. Đằng lòng hoa tình em đã vời cho anh. Dạ dạ cơ. Đường giờ đây anh cô đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa, giờ tăng trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quê. Gia đình các em buổi tối xem like cũng như gõ like thật nhiều niềm vui nha cả nhà ơi. Em cảm ơn Cường. Xin chào Tu La. Gì vụ gì ngủ anh Thành Nam đánh lộn cái vậy? Mùa thi năm cuối trời đất quỷ thần nguyên địa ơi. Em theo trong xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa.
vui vẻ, giao tùy duyên, giao tùy duyên nha. Hồi nãy Thành Nam rủ anh đi nhậu rồi, giờ anh rủ rồi đánh lộn hả anh? Trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó. Trường đời ôi lắm nỗi trôi. Hello, xin chào anh Hoàng Duy. Cả nhà cho em xin lượt follow cũng như lượt chia sẻ ha. Cả nhà giúp em nha, cảm ơn gia đình rất nhiều. Tương tư áo trắng người xưa, giờ tan trường anh đến mong tìm bông sai. Cảm ơn Qua Lê. Hàng cây xanh bình rồi, bình rồi không đánh được. Hello anh Báo. Sao tự nhiên đi bi cây về yếu luôn. bi cây mạnh tay quá cho nên là hơi đuối sức anh ơi. Lạng lắm em hả? Kỳ vậy. Trời ơi, chẳng lẽ giờ này wifi hành em nữa. Em cảm ơn Cường, cảm ơn đại gia đình. Cả nhà đợi một tí nha. Đợi một tí coi mạng nó ổn rồi có gì em hát rồi tặng tiếp. Sao em gọi cái máy nó mát mà ta, nó đâu có, máy nó đâu nóng đâu. Ủa, bên anh mạng ok hả? Kỳ vậy? Đánh lộn, không rõ được gì nhau. Ủa sao mỗi người kỳ vậy ta? Hoa Lê thì mạng ok. Đợi tí nha, đợi khoảng 1 phút đi. Bạn ok, vậy hả? Ok anh Hoàng. Em cảm ơn anh Phương, Lê Văn Phương ạ, à. Cảm ơn anh. Trời, cái anh Tùng này bữa nay làm gì vô đây đòi đánh lộn hoài vậy anh? Gia đình mình toàn là thư sinh nho nhã không à, không ai đánh lộn được hết. Trời ơi. Để bữa nào đi em mở phòng á, mở phòng tuyển 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 lực sĩ, tuyển người nào mà sức khỏe dồi dào á để cho anh vô anh đánh lộn á nha. Chứ ở đây nhà thư sinh không à, nho nhã không à, không có ai đánh lộn được hết á. Nãy giờ phải chiêu anh Vũ đi nhậu á thì cũng được. Rồi anh Thành Nam ảnh đi nhậu với anh. Anh lộn xộn quá nha anh Tùng. Đến đoạn anh thiệt đó. Hello, xin chào Lê Lê. Em chào anh Dấu Chấm nè. Anh Dấu Chấm là ai hôm nay em không biết luôn á. Anh Dấu Chấm ơi. Anh Dấu Chấm.